Got to look over at CNBC. Very famous. Good. Tell me. Thank you. In 1968. Năm 1968. Năm 1968. Bien Hoa. Ở Bien Hoa. So, I would like to go. Ông bà đi rất là muốn đến Việt Nam. À thế. I will go when you chair the ASEAN meeting next year. Tôi nghĩ tôi sẽ đến Việt Nam khi mà ngài làm chủ tịch ASEAN vào năm tới. À, tôi gọi trong thành phần cộng đấy. Biết rồi. Tôi xin thông báo ngài ngài Matip còn đến mấy lần đến Việt Nam. He told me about his trips and how gracious the people were on his visit. And how there were, was it like a parade? He talked about the reception was extraordinary. Vâng, ngài Matis cũng đã kể cho tôi nghe về những cái chuyến thăm của ngài đến Việt Nam, người Việt Nam hiếu khách như thế nào, và đặc biệt là lễ đón chính thức của đội danh dự ấn tượng như thế nào. Tôi mong sớm được đón ngài sang thăm Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao cái vai trò và trách nhiệm của Hoa Kỳ thực hiện thực thi cái tự do hàng hải, tự do hàng không trên cơ sở cái luật pháp quốc tế. And we highly appreciate and value the role and responsibility of the United States in terms of conducting the freedom of navigation and freedom of overflight based on international laws. Trong bữa cơm trưa hôm nay thì tôi cũng có phát biểu rằng là rất mong muốn rằng cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có những bước phát triển thực chất, đóng góp tích cực cho hòa bình, hòa bình ổn định không những phạm vi thế giới mà ngay bản thân khu vực này. Xin kính chào quý khán thính giả của Nửa Vòng Trái Đất TV. Những hình ảnh mà quý vị vừa xem trên màn hình đó là những thước phim mà chúng tôi thu thập được liên quan đến diễn đàn Shangri-La ở tại Singapore mà rất nhiều người quan tâm đến ba đất nước là Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi đã nối máy được đến đầu cầu Lido Sài Gòn, nơi có nhà báo Đỗ Dũng đang cộng tác cho đài truyền hình SBTN, SET và báo Người Việt. Xin gửi lời chào từ đầu cầu San Diego đến nhà báo Đỗ Dũng ạ. Vâng, xin chào anh Derek Phạm và chào khán giả của Nửa Vòng Trái Đất TV. Vâng, thưa anh, chắc là anh cũng vừa nghe lý do vì sao ngày hôm nay chương trình đã có buổi cầu truyền hình này với anh. Rất nhiều người đang quan tâm khi mà ngày hôm qua chúng tôi đưa lên cái bài phát biểu toàn văn của ông Ngô Xuân Lịch ở tại diễn đàn Shangri-La 2019 ở Singapore, thì mới biết là cái độ quan tâm của người Việt khắp nơi trên thế giới như thế nào. Thì trước hết để hỏi nhà báo Đỗ Dũng, anh thấy những điểm chính gì trong cái bài phát biểu của ông Ngô Xuân Lịch ở tại Shangri-La 2019 này thưa anh? Vâng, thưa anh, cũng giống như mọi lần thì Việt Nam luôn luôn là có cái thái độ phải nói là cho thấy là Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh. Nhưng mà đồng thời Việt Nam cũng gửi cái thông điệp cho các nước biết là Việt Nam sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của mình. Cái đó là cái điểm chính của cái bản báo cáo của ông, cái bài diễn văn của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng tại đối thoại Shangri-La năm nay. Và ngoài ra thì Việt Nam cũng có một cái gọi là cũng giống như mọi lần là hoan nghênh cái sự hợp tác của Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc cũng như của tất cả các nước để bảo vệ cái gọi là cái sự ổn định và an ninh trong khu vực. Đó là cái điểm chính của cái bài phát biểu đó. Nói chung thì tôi thấy cũng gọi là không có gì đặc biệt ngoài những cái khẳng định lại những gì mà trước đây Việt Nam và cho đến bây giờ và có lẽ là trong tương lai họ vẫn luôn luôn đưa ra. Đó là Việt Nam muốn một khu vực ổn định, mọi người làm ăn đàng hoàng, tử tế, không nước lớn, không ép nước nhỏ. Và Việt Nam là nước yêu chuộng hòa bình, và Việt Nam là đất nước đã từng chịu chiến tranh rất nhiều thì không muốn chiến tranh nữa. Thì đó là tôi thấy cái thông điệp của ông Ngô Xuân Lịch đưa ra như vậy thưa anh. Vâng, vậy còn chắc chắn cũng rất nhiều người quan tâm những lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Patrick Shanahan cũng như là bên phía Trung Quốc, thì không biết là anh có nắm bắt được những thông tin đấy không ạ? Vâng, thưa anh, thì cái bài phát biểu của ông Ngụy Phượng Hòa là ông Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tại Shangri-La đương nhiên cũng được mọi người chú ý, bởi vì đây là lần đầu tiên Trung Quốc gửi một Bộ trưởng Quốc phòng đi tham dự cái đối thoại này. Thì trước đây họ thường thường họ chỉ gửi là Tổng tham mưu trưởng hoặc là Thứ trưởng Quốc phòng với thôi.
Thì cái là chú ý nhất là cái sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt trong cuộc chiến thương mại hiện nay, và đồng thời cũng là trong cuộc chiến quân sự, mà mặc dù là có thể là không xảy ra, nhưng mà hai bên vẫn ngấm ngầm chống đối với nhau, đặc biệt là vấn đề trên Biển Đông cũng như là cái vấn đề mà Đài Loan. Thì trên Biển Đông kỳ này thì Trung Quốc, ông Nguyễn Phượng Hòa giống như mọi lần vẫn nói rằng cái chuyện mà họ bồi đắp các cái bãi đá ngầm ở trên Biển Đông là hợp pháp, là để tự vệ. Họ nói là họ chỉ tự để tự vệ mà thôi. Nhưng mà về phía Mỹ thì lớn lên án chuyện này, nói rằng là Trung Quốc đã vi phạm cái lời hứa của Tập Cận Bình nói trước đây là sẽ không quân sự hóa các cái bãi đá trên Biển Đông. Thì đó là cái điểm chính thứ nhất. Điểm chính thứ hai, Nguyễn Phượng Hòa nhắc đến vấn đề Đài Loan. Chúng ta biết, nếu mà quý vị theo dõi tình hình trong những ngày qua thì thấy năm nay Mỹ thường thường một năm họ chỉ cho tàu Mỹ đi qua eo biển Đài Loan 1-2 lần thôi, mà năm nay coi như là đi tới 6-7 lần. Và cái lần mới nhất đây là đưa cái chiếc mà Pepple và cái chiếc tàu chở dầu đi qua là mới tuần trước, mà chiếc Pepple trước đó đó lại đi vào cái bãi biển Scarborough, cái hòn đảo, cái bãi đá Scarborough mà Trung Quốc chiếm của Philippines. Thì ông Nguyễn Phượng Hòa có nhắc một lần nữa theo cái quan điểm Trung Quốc là Đài Loan là phần không thể thiếu của Trung Quốc và là lãnh thổ Trung Quốc, và Trung Quốc không từ bỏ khả năng để mà có thể dùng vũ lực để tái chiếm Đài Loan. Và Trung Quốc cũng cảnh cáo rằng nếu mà nước ngoài nào, bất kỳ một nước nào, đặc biệt là Hoa Kỳ, mà xía vào vấn đề Đài Loan thì quân đội nhân dân Trung Quốc không còn cái lựa chọn nào khác là phải sử dụng vũ lực. Đó là lời ông Nguyễn Phượng Hòa nói như thế. Tuy nhiên ông cũng thòng thêm một câu là chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra thì sẽ là một thảm họa cho thế giới. Đó là cái điều mà tức là ông đưa ra lời cảnh cáo quyết tâm là không để mất Đài Loan, nhưng đồng thời cũng không muốn gây chiến với Mỹ. Về phía Mỹ thì chúng ta thấy là trong thời gian qua, ngoài cái chuyện mà cho các tàu bè đi qua eo biển Đài Loan, thì Mỹ cũng là bán vũ khí cho Đài Loan. Và đặc biệt là mới đây người ta tiết lộ ra là ông cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ là ông John Bolton đã tiếp ông cố vấn an ninh quốc gia của Đài Loan, làm cho Bắc Kinh rất là nổi giận. Và Mỹ chuẩn bị bán vũ khí cho Đài Loan, cũng như đồng thời Mỹ cũng tố cáo là Trung Quốc trong thời gian qua dùng không quân cũng như hải quân có những hoạt động xung quanh cái gọi là hòn đảo Đài Loan. Thành ra có thể nói đây là cái điểm nóng ở trong cái đối thoại Shangri-La này giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đó là phát biểu của ông Nguyễn Phượng Hòa. Về phía ông Patrick Shanahan, quyền Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, thì hôm nay ông cũng nói một câu rất là, phải nói là cứng rắn trước nhất từ trước tới giờ. Đó là ông nói một cái câu là Mỹ bây giờ sắp tới sẽ không đứng yên với những hoạt động quân sự của Trung Quốc. Đó. Họ dùng cái chữ là tiếp tô có nghĩa là gì anh biết không? Tiếp tô trong tiếng Anh đó, người ta nói mà họ để trong quạt kép là tiptoe, nghĩa là anh đứng nhón gót là giống như là tôi đi qua nhà anh thì anh chỉ nhón cái chân lên nhìn thôi, nhưng mà Mỹ nói bây giờ Mỹ sẽ không nhón chân nữa, Mỹ sẽ là hành động. Đó là cái chữ tiptoe. Hôm nay tôi thấy là ông Patrick Shanahan ông nói như vậy. Thành ra cái Shangri-La này vẫn là cái điểm mà đối đầu mạnh mẽ về quân sự cũng như quốc phòng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, mặc dù đây đó là cái vùng mà là khu vực trên ba mấy quốc gia tham dự, đa số là quốc gia Đông Nam Á, nhưng mà Mỹ và Trung Quốc vẫn là cái điểm nóng rồi. Vâng, để mà có một cái cách nhìn khách quan, anh nghĩ gì khi mà cái việc mà anh cũng vừa nói đến, đó là Trung Quốc đã cử cái người đứng đầu của Bộ Quốc phòng đi, nó khác so với những lần trước đây thôi. Vâng, cái đó nó cho thấy một cái điều là Trung Quốc càng ngày càng thấy cái đối thoại Shangri-La nó rất quan trọng. Bởi vì trước đây đó thì họ có cái gọi như là họ coi thường cái này, họ giống như là nói ô mấy cái này là mấy anh khu vực muốn làm thì làm, vì họ có cái diễn đàn khác, đó là diễn đàn về quốc phòng Hương Sen, nhớ không? Họ cũng tổ chức hàng năm nhưng mà ít ai đi hơn và ta không chú ý. Nhưng mà cái Shangri-La này đó là được nhiều quốc gia chú ý, và có thể nói là các quốc gia lớn như Mỹ, Nga, Ấn Độ, rồi Pháp này kia, Anh họ cái này họ cũng đi nữa. Thành thử ra là Trung Quốc thấy rằng nếu mà dần dần mình bỏ lơ cái Shangri-La này thì chẳng khác nào cái diễn đàn này, diễn đàn nó có lợi cho Mỹ mà, hoặc là ít nhất không có lợi cho Mỹ thì là nếu không có lợi cho Mỹ thì cũng không có lợi cho Trung Quốc. Thành thử là kỳ này Trung Quốc họ cử ông Nguyễn Phượng Hòa đi là để cho thấy là tầm quan trọng của Shangri-La, là Mỹ bây giờ không dám bỏ ngỏ cái đối thoại này nữa. Bởi vì trước đây họ cứ cho là ô cái này không quan trọng và không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà rõ ràng càng ngày chúng ta thấy rằng là cái khối Đông Nam Á, cái khu vực Đông Nam Á cũng như cái vai trò của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đang ngày càng quan trọng, và Trung Quốc không thể bỏ lơ nó. Cho nên đó là lý do tại sao họ phải cử ông Nguyễn Phượng Hòa đi, thưa anh. Vâng, và đúng trong một cái diễn biến khác thì đúng ngày mùng 1 tháng 6, bên phía Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái bản báo cáo. Cụ thể trong những cái bản báo cáo này thì anh thấy những điểm nào là điểm mà anh chú ý nhất thôi? Vâng, thưa anh, ngay cái ngày thứ nhì của đối thoại Shangri-La thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tức là ngày 1 tháng 6 đó, họ tung ra cái bản gọi là chiến lược của Hoa Kỳ tại vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
nó dài 64 trang và họ tốn tới 128.000 để thực hiện cái bản báo cáo này, và họ coi như là đưa ra những cái kế hoạch trong tương lai đối với tất cả các nước trong khu vực, thì từ Trung Quốc cho đến Việt Nam, Lào, Cambodia, nói chung là họ đề cập hết tất cả các nước trong khu vực mà Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thì trong này đó tôi chú ý nó có nhiều cái điểm quan trọng. Thứ nhất là họ nhắc đến Trung Quốc nhiều nhất. Tất nhiên chúng ta biết là Trung Quốc với Mỹ là bây giờ đang tranh giành ảnh hưởng ở bên vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thì họ tố cáo Trung Quốc là trong thời gian qua Trung Quốc đã dùng cái gọi là sức mạnh quân thương mại của mình, kinh tế của mình để mà o ép các nước khác, để mà có những cái đầu tư rồi ảnh hưởng và coi như là gây ảnh hưởng để mà có lợi về mặt chiến lược cho mình. Mỹ có nói rằng như thế này, Mỹ luôn luôn là muốn có cái vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là được tự do đi lại. Không có một, thứ nhất là không có một quốc gia nào dùng sức mạnh của mình o ép các quốc gia khác. Thứ hai là phải coi như là hành động dựa trên các luật quốc tế. Và cái điểm thứ ba họ nhấn mạnh một cái điểm đó là gì? Nhờ những cái vấn đề đi lại tự do như vậy mà Hoa Kỳ đầu tư, Hoa Kỳ bảo vệ cái vùng này như vậy mà Trung Quốc được lợi như ngày hôm nay. Họ cũng nhắc lại cái lần đầu tiên khi mà Mỹ và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979, thì bây giờ rõ ràng nhờ cái sự mà tự do đi lại và làm ăn mở cửa như thế, Trung Quốc có lợi, Trung Quốc trở thành một cái nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới. Nhưng mà thay vì dùng cái đó để tiếp tục cái phát triển kinh tế của mình, thì Trung Quốc lại dùng cái phát triển kinh tế có lợi của mình mà nhờ là Hoa Kỳ và các nước khác giúp đỡ để họ mở cửa, thì Trung Quốc lại dùng cái đó để mà đi nghĩa là thực hiện những âm mưu của mình để mà bành trướng cái lãnh thổ đó. Đó là một cái thứ nhất là về chiến lược. Cái thứ hai đó họ cũng chỉ trích Trung Quốc luôn là Trung Quốc đã coi như không tôn trọng luật lệ về đầu tư, thường xuyên hối lộ các quốc gia nhỏ trong khu vực để làm những cái dự án mà gây cho các quốc gia đó bị nợ nần. Ví dụ như ở Bangladesh là có đã có một cái dự án mà có thể nói là đội giá lên rất là cao. Và mới đây Maldives là một nước nhỏ thôi đã bác bỏ một cái dự án của Trung Quốc, bởi vì họ phát hiện ra là Trung Quốc đi đường tắt, không đi qua những cái đường mà kênh chính thống. Ví dụ anh đi vô, anh đầu tư anh phải qua bộ đầu tư đúng không, rồi đến các địa phương bên Trung Quốc đi thẳng luôn rồi hối lộ. Đó là cái tố cáo của Mỹ. Rồi hay là chẳng hạn như Sri Lanka có một cái hải cảng Trung Quốc đầu tư, bây giờ là coi như Trung Quốc nắm chọn luôn và mướn của Sri Lanka 95 năm. Thì cái đó là cái mà Mỹ chuộc cảnh cáo Trung Quốc như vậy. Thành ra Mỹ muốn ngăn chặn những cái chuyện này. Trong cái bản báo cáo này Mỹ đề ra ba cái mục tiêu rất rõ ràng. Thứ nhất là gì? Sự chuẩn bị gọi là preparedness. Thứ hai là cái gì? Partnership, tức là đối tác. Và điểm thứ ba là gì? Mở rộng cái khu vực mà có liên kết với nhau, đó gọi là network region. Đó là ba mục tiêu chính của Mỹ trong tương lai. Thì về cái thứ nhất thì preparedness, tức là chuẩn bị, thì Mỹ cho rằng là đối với cái sự bành trướng của Trung Quốc hiện nay, đặc biệt là quân đội Trung Quốc, cho dù kinh tế họ lên xuống như nào trong thời gian qua, họ phát triển rất là mạnh và họ không giấu giếm cái ý đồ gọi là làm bá chủ cái vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, mà Mỹ không muốn như thế. Mỹ muốn cái vùng này là không ai là bá chủ cả, và Mỹ muốn đóng cái vai gọi là trọng tài để mà bảo đảm tất cả các nước không bị o ép, để mà kinh tế phát triển có lợi cho tất cả các nước và cả Mỹ luôn. Đó là cái preparedness, thì quân đội Mỹ sẽ phải gia tăng những cái gì, lát nữa tôi sẽ nói tới cái chuyện đó. Điểm thứ hai là partnership. Partnership là gọi là đối tác. Thì chúng ta biết đó, hiện nay Mỹ có một số đồng minh trong khu vực, ví dụ như là Thái Lan nè, Philippines nè, Úc nè, Tân Tây Lan nè, Nam Hàn và Nhật, Đài Loan. Đó là những cái nước đồng minh của Mỹ. Ngoài đồng minh ra thì Mỹ có đối tác, rất nhiều đối tác. Thì cho đến giờ phút này trong 86 quốc gia mà Mỹ có quan hệ đó, thì đã có tới 79 quốc gia là đối tác, tức là quan hệ quân sự, trong đó có 79 quốc gia đối tác, trong đó là có 12 nước trong khu vực Đông Nam Á, là trong đó có Việt Nam. Việt Nam đó là đối tác của Mỹ từ năm 2012. Thì partnership tức là đối tác, thì tức là Mỹ sẽ tìm cách đối tác nhiều hơn với các nước trong khu vực đó. Có nghĩa là họ nếu mà không được đồng minh thì là đối tác. Đó là cái bước mà để mà họ liên kết với nhau. Và cái trường hợp thứ ba là họ đưa ra là gì? Network region, tức là làm sao cho tất cả khu vực này liên đới với nhau hết, kể cả Trung Quốc luôn, chứ không có bao không có đẩy ai ra hết. Bởi vì khi mà liên kết với nhau đó thì các quốc gia thấy có quyền lợi của mình, nếu mà mình có cái hành động gì gọi là sai trái thì nó sẽ ảnh hưởng hết tất cả trong khu vực đó. Thành thử ra trong cái này đó, thì đây là một cách mà tôi nghĩ rằng là Mỹ tìm cách gọi là ngăn chặn Trung Quốc để Trung Quốc không có gọi là thống trị nước khác. Và đặc biệt trong bản báo cáo này có nhắc đến một cái đạo luật gọi là Build Act, viết tắt là cái chữ gọi là Better Utilization of Investments Leading to Development, và tắt là Build, do Tổng thống Donald Trump ký vào ngày 5 tháng 10 năm 2018. Thì cái quỹ này đó, cái luật này nó trở thành luật, và Mỹ tăng cái tiền đầu tư ở trong khu vực từ 29 tỷ đô la lên tới 60 tỷ đô la. Thì cái tiền đầu tư này làm gì? Để hỗ trợ các quốc gia kém phát triển hoặc đang phát triển
đặc biệt trong lĩnh vực tư nhân và lĩnh vực mà coi như là mà những cái vùng mà sâu xa mà gọi là mức sống kém, để là nâng đời sống của những cái vùng này lên đó, để và dần dần qua cái quỹ này để tạo ra cái gọi là đối tác với các nước trong khu vực, thì nó rất quan trọng. Cho thấy là một cái điểm khác biệt giữa ông Trump và ông Obama hồi xưa là tính dùng cái TPP để mà dùng kinh tế bao vây Trung Quốc. Ông Trump thì bỏ TPP nhưng ông dùng cái gọi là song phương, nhưng mà ông lại song song đó bỏ ra 60 tỷ đô la để mà liên kết các quốc gia lại với nhau để mọi bên cùng có lợi. Đó là những cái điểm chính trong cái bản mà gọi là chiến lược quốc phòng của Mỹ trong năm 2019. Thì trong đây đó Mỹ cũng đưa ra một số cái một số quốc gia là họ sẽ làm cái gì, và đặc biệt đó về cái chuyện mà gia tăng quân sự của Mỹ trong những ngày tới để mà đối phó với Trung Quốc đó. Thì trong bản báo cáo họ ghi rõ luôn là bắt đầu trong năm, từ năm 2020 đến năm 2024, Mỹ dự trù, quốc phòng, bộ quốc phòng của Mỹ đó, dự trù sẽ mua thêm là 110 chiếc máy bay thế hệ 4, thế hệ 5 loại mà hiện đại đó, để mà đối phó với lại Trung Quốc ở trong khu vực. Mua khoảng 400 cái hỏa tiễn không đối không, 400 hỏa tiễn đất đối không, khoảng 800 hỏa tiễn. Trong cái loại này, loại tầm ngắn có, tầm trung có luôn. Đây bản báo cáo họ ghi rõ như thế, tôi đọc cho quý vị nghe thôi. Đó. Và cái điểm nữa là gì? Họ sẽ mua khoảng 10 cái khu trục hạm nữa. Đó, hiện nay đó thì ở vùng Biển Đông, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Mỹ có khoảng là 200 chiếc tàu. Đó, bây giờ họ sẽ dự trù mua thêm 10 chiếc khu trục hạm nữa. Về máy bay đó họ có 2.000 chiếc, đó thì họ sẽ mua thêm 110 chiếc đó, 110 chiếc này là thế hệ mới, thế hệ ít nhất là đời thứ tư hoặc đời thứ năm. Đó. Rồi về quân đội đó, thì hiện nay đó, cái vùng mà Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đó, Mỹ cho biết cũng trong bản báo cáo luôn là họ có tổng cộng 370.000 binh sĩ, nhưng mà thực thụ mà hàng ngày làm việc đó và để đối phó là khoảng 5.000 binh sĩ. Thì đó là cái bản báo cáo về chiến lược của Mỹ trong năm 2019. Thì trong đó ngoài Trung Quốc là chính, họ cũng nhắc đến Nga, rồi Lào, Việt Nam, Campuchia, nói chung là mấy chục quốc gia luôn. Thì về phía Việt Nam là Mỹ lại khẳng định một lần nữa là đang cố gắng để tạo ra một cái gọi là đối tác chiến lược. Hiện nay Việt Nam với Mỹ chỉ đang là đối tác toàn diện mà thôi. Họ sẽ dự trù, sẽ nâng cấp lên thành là đối tác chiến lược dựa trên quyền lợi chung của hai bên và nguyên tắc của hai bên, bao gồm tự do đi lại và tôn trọng cái gọi là những cái quy định mà của các nước đã có, phù hợp với luật quốc tế và thừa nhận chủ quyền lẫn nhau. Họ ghi rõ có nghĩa là gì? Mỹ không có ý định xâm lăng nước nào hay thay đổi thể chế chính trị bất kỳ nước nào cả. Rồi trong cái quan hệ mà quốc phòng giữa Mỹ và Việt Nam thì trong bản báo cáo này cũng nói là ngày càng tăng nhanh trong nhiều năm qua. Đó, đây là một cái đặc biệt họ nhấn mạnh, và cái biểu tượng mà đáng chú ý nhất là vào tháng 3 năm 2018 khi cái hàng không mẫu hạm US Convention vào Đà Nẵng, họ cũng nhắc cái chuyện đó. Và rồi bây giờ Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam để mà cải thiện thêm cái khả năng chiến đấu của đội Việt Nam, đặc biệt là trong vấn đề mà bảo vệ an ninh. Ví dụ như họ nhắc đến cái chuyện mà máy bay không người lái gọi là Scan Eagle Unmanned Aerial Vehicle, mà trước đây trên cái cầu truyền hình tôi và anh có nói là họ mua của hãng Boeing, nhớ không? Nên họ mua mấy chục chiếc đó, thì cái là Scan Eagle là cái dùng cái loại này để mà họ bay trên biển, họ theo dõi các hoạt động trên biển như nào. Rồi Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam cái loại máy bay rồi T6, là T6 đó, là cái loại này chỉ là cái loại để huấn luyện thôi chứ không phải để chiến đấu. Mỹ cung cấp cho Việt Nam, rồi cung cấp cho Việt Nam thêm những cái gọi là tàu tuần duyên của Coast Guard, tức là Coast Guard xài thôi. Thì tôi biết là cho đến giờ phút này ít nhất Mỹ đã giao cho Việt Nam hai cái rồi, thấy không? Trong tương lai họ sẽ giao nữa, lát tôi sẽ nói tại sao gọi là Cutter. Rồi sẽ giao những cái tàu nhỏ, những cái xuồng nhỏ mà trước tôi với anh có nói đó, là tổng cộng họ giao là 36 chiếc, thấy không? Để mà bảo vệ bờ biển và tiếp tục huấn luyện quân đội Việt Nam cũng như giúp đỡ duy trì các cái cơ sở quân sự. Rồi quân đội Mỹ cũng sẽ tiếp tục huấn luyện binh sĩ Việt Nam luôn trong các cái vấn đề gọi là hợp tác quốc tế gìn giữ hòa bình. Và trong đây lại dùng thêm cái từ đó là interoperability, mà hôm trước trên cầu truyền hình tôi có nói với anh, khi mà ông Shanahan nói với lại ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Việt Nam, anh thấy không? Tức là hai bên sẽ phối hợp làm việc với nhau với quân đội nhân dân Việt Nam, họ để rõ ràng là Vietnam People's Army, rồi không chỉ quân đội nhân dân Việt Nam không, mà cả lực lượng không quân, hải quân và gọi là cảnh sát biển của Việt Nam luôn. Bên này họ gọi là Coast Guard, Việt Nam gọi là cảnh sát biển, còn Mỹ gọi là tuần duyên đó. Ngoài ra thì coi như Mỹ cũng tiếp tục sẽ ủng hộ Việt Nam trong vấn đề mà huấn luyện để cho những cái người mà tiếp tục tham gia những công việc gìn giữ hòa bình, bộ đội Việt Nam sẽ đi qua gìn giữ hòa bình ở các nước ở bên châu Phi, ví dụ như bên Sudan, và sẽ tiếp tục là cung cấp những cái huấn luyện nữa. Rồi về cái vấn đề mà hợp tác
mà quốc phòng mà mạnh mẽ giữa hai nước, thì họ nhấn mạnh tiếp tục giúp Việt Nam đẩy tẩy sạch chất độc dioxin, cũng như là Việt Nam giúp Mỹ tìm các hài cốt quân nhân Mỹ. Và đặc biệt lại trong cái bản báo cáo này nữa lại nhắc đến cái chuyện là năm tới là năm 2020 là kỷ niệm 25 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thì coi như là Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ cái chuyện này. Thì đó là những cái chuyện mà trong bản báo cáo này nhắc đến Việt Nam. Bây giờ mình nói đến cái chuyện Cutter. Cutter là cái tàu gọi là tàu tuần duyên. Mà tại sao gọi là tàu tuần duyên? Thực ra đây là cái chơi chữ thôi. Tàu tuần duyên là cái tàu mà về mặt quân sự đó, nó không phải là tàu chiến, nó chỉ là tàu bảo vệ bờ biển. Nhưng trên thực tế nó không khác gì mà khu trục hạm, gần như là giống nhau. Nó cũng chở được trực thăng trên đó, nó cũng có hỏa tiễn, có súng bắn, có lực lượng rất là đầy đủ như đó. Nhưng mà nó vì là lực lượng của Coast Guard, tức là bảo vệ bờ biển của Mỹ, thành ra đó là nó không được gọi là khu trục hạm mà nó gọi là tàu tuần. Thì cái này khi mà Mỹ mà cho Việt Nam đó, viện trợ cho Việt Nam đó, thì nó tránh được cái chuyện gọi là Mỹ xíu vào quân sự Việt Nam. Anh thấy chưa? Đó. Ví dụ như cái này Trung Quốc hay là các nước khác không thể tố cáo là ồ, Mỹ hỗ trợ tàu quân sự cho Việt Nam. Thực ra tàu đó bây giờ là cái tàu Coast Guard mà của Việt Nam nhận của Mỹ, bây giờ là tàu lớn nhất của Việt Nam luôn, lớn hơn cả mấy cái chiếc mà J-Pat mà Việt Nam mua của Nga luôn. Đấy. Nhưng mà trên danh nghĩa chỉ gọi là tàu tuần duyên, mà thực sự ra nó không khác được cái tàu chiến. Thì đó là trong cái bản báo cáo này, nó dài 64 trang, nó nhiều lắm, nói nhiều quốc gia khác, nhưng tôi chỉ chú ý có hai chi tiết, cái phần của Việt Nam và phần của Trung Quốc thôi chứ anh. Vâng, trước khi mà chúng ta qua câu hỏi tiếp theo, chúng tôi muốn hỏi anh nhìn lại cái bản báo cáo này cũng như những cái nước cờ của Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Và cái việc mà từ cái thời Tổng thống Obama đã có nêu lên là Hoa Kỳ sẽ xoay trục về bên phía châu Á-Thái Bình Dương. Như vậy thì nó nói lên được điều gì? Phải chăng là đây là một cái chiến lược lâu dài của Hoa Kỳ chứ không phải là nó sẽ theo từng cái thời Tổng thống? Anh có nghĩ như vậy không? Đúng vậy anh. Bây giờ mình nhìn lại trong thời gian qua, từ năm 2017 khi mà ông Donald Trump làm Tổng thống, thì ban đầu người ta nghĩ rằng là ông Trump không có chú ý, mà thực sự bây giờ các bản báo cáo này thì mới thấy là ông cũng chú ý không khác của Obama. Có điều cái cách làm nó khác nhau thôi. Ông Obama thì ông không có đối đầu với quân sự nhiều. Ông dùng kinh tế qua cái TPP, đó, muốn làm cho các nước mạnh lên để mà cô lập Trung Quốc, bởi vì trong TPP là không có Trung Quốc. Và khi ông Donald Trump lên đó, thì ông lại không dùng cái đó, ông lại dùng cái gọi là chiến lược này, ông dùng cái Build Act này để ông làm. Thì nó cũng có phần kinh tế trong đó, nhưng mà nó không nhiều, nhưng mà nó nặng về phần quân sự nhiều hơn. Nghĩa là ông Trump thì ông cái là dùng cái chính sách như tôi nói đó, là chuẩn bị cho quân đội Trung Quốc, nó gọi là preparedness, thấy không? Thứ hai là gì? Partnership, tức là đối tác với nhiều quốc gia hơn, đó, về mặt quân sự. Bởi vì đối tác đây nó không chỉ là kinh tế không, mà khi mà nó cái đối tác là nó có cả quân sự và nhiều thứ khác hơn. Và cái thứ ba là gì? Lập ra một khu vực gọi là có liên kết, gọi là network region. Đó, đó là cái cách mà ông Trump muốn làm. Nói chung ra câu hỏi anh rất lớn, tức là gì? Thực ra Mỹ không thể nào không xoay trục về Đông Nam, về châu Á được, bởi châu Á nó quá quan trọng. Anh nhớ cái Biển Đông, một năm cái số lượng hàng hóa đi qua nó trị giá tới 5.000 tỷ đô la, và những hoạt động kinh tế của vùng châu Á Thái Bình Dương bây giờ nó tương đương với 40% kinh tế của thế giới, thì không thể Mỹ làm lơ được. Thành thử ra ban đầu mình tưởng Đông Trump làm lơ, nhưng mà thực sự không làm lơ. Đó, và ông dùng cái cách của ông khác, cái cách của ông Obama, thì cả hai cách đều hướng tới cái vùng này cả, bởi vùng này là bây giờ là vùng rất quan trọng ở Mỹ, và Mỹ không thể bỏ lơ, bởi vì ở đây không phải chỉ có Trung Quốc không, mà ông Nga cũng dòm ngó vào nữa. Thành thử ra câu trả lời với anh là gì? Đúng, chính xác như vậy, Mỹ vẫn hướng về ở châu Á, nhưng mà cái cách làm của Obama và Donald Trump nó khác nhau ra. Vâng, thưa anh, phần cuối cùng của buổi câu chuyện này ngày hôm nay, chắc chắn rất nhiều khán giả và ngay cả khán giả trong nước cũng rất muốn biết cái câu chuyện này. Đó là cuộc gặp bên lề ở Shangri-La 2019 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam là ông Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Patrick Shanahan. Cụ thể câu chuyện đó là như thế nào thưa anh? Vâng, thưa anh, câu chuyện là nó có hai mảng, tôi gọi là hai mảng, một mảng chính thức và mảng không chính thức. Cái mảng chính thức đó là ngày 1 tháng 6, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam gặp ông quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Patrick Shanahan. Thì trong ngày hôm đó là cái ngày mà như tôi nói nãy đó, là Mỹ công bố cái bản chiến lược của mình trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đồng thời Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tung ra cái thông cáo báo chí là những cái gì xảy ra trong một cuộc gặp bên lề giữa ông Ngô Xuân Lịch và ông Patrick Shanahan. Thì họ nói cũng rất là chung chung, ví dụ như họ nói như thế này: hai lãnh đạo xác nhận đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam và nhấn mạnh tiến trình lịch sử trong quan hệ quốc phòng song phương. Rồi họ cũng đồng ý tiếp tục thiết lập hợp tác quốc phòng cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hàng hải.
và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề hậu quả chiến tranh và truy tìm những binh sĩ bất tích trong chiến tranh Việt Nam. Rồi ông Shanahan cũng chào mừng Việt Nam trở thành chủ tịch luân phiên Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào năm tới, tức là ASEAN, vào năm 2020. Rồi cả hai lãnh đạo đồng ý rằng một đối tác toàn diện dựa trên tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ những nguyên tắc chung sẽ đẩy mạnh hòa bình và ổn định. Đó, đơn giản, Bộ Quốc phòng chỉ đưa ra cái chuyện như vậy mà thôi, Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhưng mà khi chúng tôi coi cái mà gọi là hậu trường đó, chúng ta thấy trên chương trình C-SPAN đó thì là nó có cái điểm đặc biệt là khi ông Lịch gặp ông Shanahan thì đầu tiên người ta chú ý đó là ông Shanahan trên cái ngực áo của ông, trên phía bên trái cái áo vest đó có gắn cái huy hiệu cờ Mỹ và Việt Nam. À, cái này nó cho thấy bởi vì trước đó đó thì tôi thấy ông tiếp công Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đó thì cũng đeo cờ Mỹ và cờ Thái Lan, sau đó cũng thay ông gắn cái cờ Mỹ và cờ Việt Nam vô. Đó là cái điểm thứ nhất là chú ý đó, nó giống như cái sự xác định cái sự ủng hộ của Mỹ với Việt Nam. Thì trong lúc mà chờ đợi chụp hình đó thì ông Ngô Xuân Lịch có nói chuyện với ông Patrick Shanahan một cách gọi là thân tình qua thông dịch viên. Thì ông Ngô Xuân Lịch có khoe là ông Mathis đó cũng đến Việt Nam nhiều lần lắm, ông có biết không? Thì ông Shanahan bảo có, tôi có nghe ông Mathis nói, và ông bảo là khi ông đến đã được quý vị tiếp rất là trọng thể, có giống như là parade, giống như là diễn hành vậy đó. Thế rồi ông Lịch ông mới hỏi ông Shanahan là ông có đến Việt Nam bao giờ chưa? Thì ông Shanahan nó bảo chưa, tôi chưa đến bao giờ. Nhà ba tôi có đến rồi. Ba ông đến nào? Ba tôi đến năm 1968 và đến Biên Hòa. À, cái điều này lần đầu tiên tiết lộ cho thấy là ông bố của ông quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là cũng là một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Đó, nó có tự nhiên nó có một connection nào đó, có sự liên hệ nào đó. Rồi kế đến đó thì ông Shanahan mới nói là chúc mừng ông là năm tới các ông sẽ chủ tịch luân phiên ASEAN và ông sẽ chủ trì cái hội nghị quốc phòng về các nước ASEAN. Thì ông Lịch ông mới nói là tôi mong có một ngày gặp ông Việt Nam. Thì đây là lời ông Shanahan nói nè, tôi sẽ đến năm tới, tôi sẽ đến Việt Nam năm tới khi ông làm chủ tịch cái cuộc họp mà về các bộ trưởng quốc phòng khối ASEAN đó, anh thấy không? Đó là cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy nếu không có gì trở ngại và thay đổi, chắc chắn năm tới ông Shanahan sẽ đi Việt Nam. Bây giờ coi như ông sẽ là coi như chuyến đi Việt Nam đầu tiên của ông trong vai trò là quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Rồi sau đó hai người chụp hình chụp ảnh xong thì vô trong phòng. À, vô trong phòng thì nói chuyện với nhau. À, thì có một cái điểm đặc biệt là hai bên cũng nói rất là ngoại giao với nhau cho qua hai thông điệp viên. Thì tới cái lúc mà phần phát biểu của ông Shanahan thì bình thường ông vẫn tiếp tục là ủng hộ Việt Nam vân vân vân. Thì trong đó có nói một câu như thế này rất quan trọng này. Ông có nói là năm tới chào mừng Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Hoa Kỳ sẵn sàng giúp Việt Nam tổ chức. À, đấy là câu nói của ông Shanahan. Thì cái này nó làm tôi nhớ lại là APEC năm 2017 khi Việt Nam làm cái nước mà đăng cai chủ nhà. Thì năm 2016 chính tôi có mặt Hà Nội và chính miệng Tổng thống Barack Obama nói trước mặt cố Chủ tịch Trần Đại Quang là Mỹ sẽ giúp Việt Nam tổ chức thượng đỉnh APEC. Thì kỳ này nữa coi như là ông Shanahan đã bắn tiếng rồi, nếu Việt Nam cần chúng tôi sẽ giúp Việt Nam tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào năm tới, năm 2020 khi Việt Nam làm chủ tịch luân phiên. Rồi tới cái phần ông Ngô Xuân Lịch phát biểu á, thì ông có nói như thế này, giống như á, tôi nói với ông trước á, chúng tôi luôn luôn mong muốn Mỹ và Trung Quốc hợp tác với nhau để mà tạo ra sự ổn định cho thế giới và đặc biệt khu vực Đông Nam Á. Nhưng mà khi nói tới đó cái xong thì ông Lịch cũng bảo thôi báo chí đi ra. Tới đó thì ông không cho nói nữa. Thì tôi thấy cái đó nó hơi lạ và lúc đó là cái C-SPAN nó cắt luôn đó. Thì cái đó là cái điều đáng chú ý, thì không biết sau đó họ nói tiếp gì, bởi vì khi nói tới Trung Quốc cái tự nhiên ông Lịch và một công tướng ngồi kế bên ông Lịch mới khua tay bảo mấy người, mà ông Lịch ông đang nói tiếng Việt nhé, cái ông thông dịch ngồi đằng sau đó, thông dịch chưa xong thì ông Lịch ông mới mở miệng nói tiếng Việt luôn đó. Ông nói là cái chuyện đó, đó là cái chuyện chú ý. Và cái chuyện nữa tôi chú ý đó là trước khi ông Shanahan ông mở miệng ông nói với chuyện ông Ngô Xuân Lịch thì ông nhắc lại cái chuyện tuần trước tôi mới gặp và nói chuyện với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh. À, chúng tôi có cuộc họp rất là tốt đó. Thì phần của ông Ngô Xuân Lịch khi mà nói chuyện với ông Shanahan cũng mở đầu, dạ trước khi đi tôi có gặp ông Phạm Bình Minh và chúng tôi có trao đổi, là cái buổi gặp gỡ đó của ông với lại ông Phạm Bình Minh ở Ngũ Giác Đài rất là tốt đẹp. Thì đó là những gì tôi thấy được trong cái 12 phút một C-SPAN họ ghi. Thì không biết tại sao khi nói tới cái phần Trung Quốc vừa xong thì nếu chúng ta coi chúng ta sẽ thấy liền, tự nhiên cái người kia thông dịch chưa xong ông đang nói tiếng Anh, chị ông Lịch ông nói ngay thôi báo chí ra ngoài đi đó, bỏng nó bằng tiếng Việt nhá, ông kia đâu có dịch kịp đâu. Thì chưa dịch kịp thì ông tướng ngồi cái bên nó khoát tay đuổi báo chí ra, thì lúc đó họ cắt. Thì đó là gì tôi ghi nhận là đây là chuyện hậu trường,
mà chúng ta không thấy chiếu ở trên truyền thông. Nó là cái gọi là raw video, tức là C-SPAN họ quay mà họ không cắt gì cả. Thì vô tình chúng tôi coi, khi mà chúng tôi nghiên cứu, tôi thấy, tôi tìm thấy cái video này, nó có những điều lý thú. Thì tôi nhìn thấy trong đây nó có 3 chuyện. Thứ nhất là, 4 chuyện đúng hơn, là ông Shanahan có cái liên hệ với Việt Nam qua cái việc bố của ông tham chiến tại Việt Nam. Điểm thứ hai là ông Shanahan hứa sẽ đến Hà Nội vào năm tới, khi mà Việt Nam, ông Ngô Xuân Lịch chủ trì cái gọi là hội nghị cấp cao ở các bộ trưởng quốc phòng khối ASEAN. Điểm thứ ba là Mỹ sẵn sàng giúp Việt Nam để tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào năm tới. Và cái thứ tư là cái có lẽ là lý thú nhất và bí ẩn nhất, là ông Lịch vừa nói tới Trung Quốc xong, ông Lịch bảo cái báo chí đi ra đó. Vâng, chi tiết mà anh vừa nói đến đầu tiên, có thể thấy là lần đầu tiên ông Shanahan cho mọi người biết được là bố của ông đã từng tham chiến ở Việt Nam. Và khi mà ông nói cái điều này, ngay là lúc mà hai bên đang gặp nhau giữa hai người đứng đầu của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ, nó nói lên điều gì theo như anh nghĩ thôi? Nó nói lên cái sự liên hệ nào đó, anh hiểu không? Theo tôi được biết là phần lớn cái thế hệ mà trước đây đó, cái thế hệ các bộ trưởng quốc phòng của Mỹ đó, phần lớn là họ đều có liên hệ tới cuộc chiến Việt Nam. Bởi vì nếu mà ông là tướng á, thì ít nhất là trong thời chiến cũng có ít nhất là một vài lần đi sang Việt Nam. Mà những người đó sống sót trở về và lên tướng, thì họ có cái sự liên hệ đó, đó là bên quốc phòng. Bên quốc hội á, thì anh thấy và cũng cái thời điểm đó luôn, cái thời điểm mà lúc mà Việt Nam và Mỹ bình thường quá quan hệ ngoại giao đó, thì hầu hết các vị dân cử mà lớn tuổi ở Mỹ đó, đều cũng có liên hệ tới Việt Nam. Mà điển hình nhất, tiêu biểu nhất là hai ông John McCain và ông John Kerry đều chiến đấu tại Việt Nam, đúng không? Một ông thì bị ở tù, còn ông thì về, rồi sau đó là chống chiến tranh, vân vân. Họ có những cái liên hệ đó. Thì đây là những cái người mà họ sẽ làm việc Việt Nam dễ hơn. Và bây giờ tới cái thời Patrick Shanahan thì ông này còn trẻ, thì ông này không thể mà chiến đấu Việt Nam được, thấy không? Nhưng mà bố của ông lại có từng có chiến đấu Việt Nam, thì nó lại một lần nữa cho thấy là có sự liên hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là cuộc chiến Việt Nam, cuộc chiến lâu dài nhất của Mỹ mà cho đến bây giờ anh thấy gần 45 năm, 44 năm nó vẫn chưa hết. Có lẽ phải đến 50-60 năm thì mới hết cái thế hệ mà nó không còn liên hệ tới Việt Nam. Còn bây giờ những thế hệ trẻ lên ở bên Mỹ, mà ngay cả thế hệ trẻ bên Việt Nam nó vẫn còn liên hệ. Bên Việt Nam chắc chắn là có liên hệ tới cuộc chiến rồi. Ví dụ như bố ông Ngô Xuân Lịch, ông Ngô Xuân Lịch nếu không có tham gia cuộc chiến Việt Nam đi chăng nữa, hay là trẻ ông Ngô Xuân Lịch không có, thì cũng phải là bố mẹ với ông đó phải có liên hệ đó. Mà bên này cũng vậy luôn đó, thì cho thấy rằng là cái quan hệ Việt Mỹ đó ở một mức nào đó, đó ngoài vấn đề gọi là ảnh hưởng trong khu vực của Trung Quốc ra, Mỹ cần có Việt Nam để mà ngăn chặn Trung Quốc, ít nhất là dùng Việt Nam đối tác Việt Nam để cho Việt Nam mạnh lên để mà ngăn chặn Trung Quốc, thì nó có một sự liên hệ tình cảm nào đó trong đó. Mà tôi cũng ngạc nhiên luôn, tôi chưa bao giờ nghe một, tôi chưa bao giờ đọc một cái bài báo nào hay là một cái tài liệu nào nói đến là trường hợp bố của ông Patrick Shanahan. Đây lần đầu tiên tôi nghe ông nói, mà nói không phải nói chính thức nhé, nói trong cái buổi mà gọi là trong lúc hai ông chờ phóng viên vô chụp hình mà họ hỏi thăm với nhau, thì ông này ông nói ra mình mới biết. Chứ còn nếu mà và lúc đó mà cái ông mà thợ chụp hình không đánh trả Việt Nam mà đến kịp thì chưa chắc ông Shanahan nói. Bởi vì nếu mà quý vị coi cái đoạn video của C-SPAN, quý vị thấy đó, sau khi ông Shanahan tiếp ông bộ trưởng của ông Thái Lan xong ra là ông mới chỉ cho bảo rồi mình hết giờ thôi, mình qua bên này ha. Qua bên này xong bắt đầu họ chiếu cái cảnh là ông Shanahan dẫn ông Lịch vô, Lịch ông dẫn ông Lịch vô chụp hình xong rồi, bên Mỹ chụp hình xong rồi đi vô họp đi. Ông Lịch bảo ủa cái ông nhiếp ảnh của mình đâu rồi, không thấy đó. Ông trực viên mới bảo là chờ. Thế là ông Lịch ông không chịu đi, ông chịu đi cứ đứng đó. Thì ông Shanahan bảo không sao, cứ từ từ đó. Thì trong lúc từ từ chờ đợi, mà quý vị coi quý vị mới thấy là ngồi Lịch ông sốt ruột bảo ủa cái ông nhiếp ảnh của mình đâu rồi, sao không vô đây. Đó thì trong lúc xuất luận về ông Shanahan, hai người mới gọi là chích chát với nhau nói chuyện, nó mới lòi ra cái chuyện là bố của ông Shanahan từng tham chiến Việt Nam, mà ông còn biết là Biên Hòa, nó đọc chữ Biên Hòa rất rõ. Giờ ông mới nói luôn là tôi sẽ đến Việt Nam vào năm tới. Thường thường những cái đó trong bản mà không có báo chí của Mỹ, của Bộ Quốc phòng Mỹ không nói những chi tiết đó. Thì đợt anh em của tôi làm truyền thông, tôi với anh Lê Đức Phạm may mắn là chúng tôi thấy được những cái giây phút và đặc biệt như thế này, mà bảo đảm quý vị là báo chí Việt Nam tôi mới có đăng không, mà báo chí Mỹ thì tôi chưa thấy đăng. Thì nên chia sẻ với quý vị trong chương trình này nó là như thế. Thì một lần nữa trả lời với anh Ngô, anh Đề Đức Phạm là nó có một cái gì đó liên hệ. Mà liên hệ ở đây thì theo tôi nhìn cảm tính, nó làm cho Mỹ Việt Nam càng thắng kết nhau hơn nữa. Đó. Tất nhiên mình hỏi, nếu mà nhiều người hỏi ông Patrick Shanahan có phải bố ngày xưa Việt Nam chiến đấu Việt Nam mà bây giờ ông có cảm tình Việt Nam không? Chắc chắn là ông sẽ không nói như thế. Bởi vì không thể nói như vậy. Nhưng mà tự nhiên ông tiết lộ chi tiết là làm cho nhiều người phải nói là ai cũng hiểu và mọi người đều hiểu. Đó là cái nhận xét của tôi thưa anh.
Vâng, và cái chi tiết thứ hai khi mà ông cũng lần đầu tiên cho biết là ông sẽ đến Việt Nam khi năm tới, khi mà Việt Nam làm cái chủ chức là chủ tịch luân phiên của ASEAN, thì theo anh thấy chi tiết này như thế nào? Rất quan trọng, là bởi vì một lần nữa chúng ta thấy rằng là Mỹ không giấu giếm cái chuyện mà muốn đối tác của Việt Nam ngày càng mạnh hơn. Thường thường những cái đó là trong những năm trước tôi thấy đó, là họ không có chuẩn bị, hoặc nếu họ có họ sơ mưu họ nói ra hết, họ để đến phút chót, hoặc là nó có những cái vấn đề gọi là khúc mắc, có khi họ phải làm việc tới sát ngày mới biết được, thấy không? Nhưng mà đây chúng ta thấy bây giờ năm nay mới có nửa năm thôi, còn tới hơn nửa năm nó mới tới cái năm 2020 mà ông Patricia Hearn lúc đó tiết lộ cái chi tiết đó ra với lại ông Ngô Xuân Lịch. Điều đó cho thấy là Mỹ rất mong muốn càng đến Việt Nam càng sớm để mà có thể giúp đối tác với Việt Nam để gia tăng cái khả năng an ninh phòng thủ Việt Nam hơn nữa, và đặc biệt cái gọi tôi gọi là đại tiệc, cái đại tiệc mà gọi là ở Việt Nam vào năm tới là đại tiệc ASEAN. Thì thường anh biết ASEAN khi họ họp nó sẽ có hai buổi, một buổi là họp thượng đỉnh và buổi họp là các bộ trưởng quốc phòng đó, thì Mỹ không thể nào vắng mặt trong chuyện này được, bởi vì Mỹ cái qua cái báo cáo mà quốc phòng của Mỹ năm 2019 mà nãy chúng ta đề cập đó, Mỹ có quá nhiều quyền lợi ở trong khu vực này. Đồng thời Mỹ cũng không muốn Trung Quốc làm mưa làm gió trong khu vực này. Mà hiện nay trong khu vực này thì nếu tôi nhìn ngoài những đồng minh của Mỹ như Nam Hàn, Nhật, Đài Loan, New Zealand, Thái Lan, Úc, Philippines thì là đồng minh là mình không kể. Nhưng mà ngoài ra trong những nước mà đối tác đó, trong khu vực này thì tôi nghĩ rằng và qua những cái gì mà mình theo dõi trong thời gian qua thì có lẽ Việt Nam là một đối tác xuất sắc nhất của Mỹ hiện nay, và có thể là có nhiều cái gắn bó nhất và nhiều cái liên hệ trực tiếp nhất với Mỹ. Bởi vì anh nhìn nó trong thời gian qua cái qua lại của hai bên trao đổi các cấp rất là thường xuyên. Mà ngay cái lúc mà gặp ông Patrick Shannon, mà lúc mà chờ chụp hình ông Ngô Xuân Lịch cũng khoe và ông có biết đâu ông Patrick đến Việt Nam nhiều lần lắm rồi. Mà thực sự ra trong cái nhiệm kỳ của ông Patrick đó mà chỉ có chưa đầy 2 năm là bộ trưởng quốc phòng, bởi vì ông làm là bắt đầu năm 2017 đến cuối 2018 là ông từ chức. Ông đã gặp Ngô Xuân Lịch 5 lần, đó là thông báo của bộ quốc phòng cho biết 5 lần gặp nhau riêng trong năm 2018, nếu tôi nhớ không lầm gặp tới 3 lần. Một lần là tháng Giêng ở Hà Nội này, anh thấy không, ông đi thăm Chủ tịch Quốc. Lần thứ 2 vào tháng 5 là ông đến Sài Gòn và ông đi thăm Biên Hòa, thì ông Ngô Xuân Lịch bay từ Hà Nội vào. Và lần thứ 3 cũng trong năm 2018 là khoảng cỡ cuối ông Ngô Xuân Lịch đến bộ quốc phòng gặp ông James Mattis ở đó. Đó là 2 lần trước, nó gặp ở chỗ khác nữa, gặp một lần ở tại Shangri-La, một lần ở chỗ nào tôi quên mất, là đại khái đấy. Nhưng mà đó là bộ quốc phòng chỉ là 5 lần. Thì cái đó mình nhìn vô mình thấy ngay, ngoài những đồng minh của Mỹ truyền thống là không kể, trong các quốc gia đối tác của Mỹ hiện nay có lẽ Việt Nam là có cái đối tác mạnh mẽ nhất thôi. Câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta chia tay cái buổi câu chuyện này ngày hôm nay, khi mà chúng ta thấy được cái cuốn phim quay có thể nói rằng là hậu kỳ của cái cuộc gặp bên lề này, và cách mà hai bên trao đổi với nhau, và ông Shanahan khi mà gặp ông Phạm Bình Minh cũng đã từng nhắc đến những cái lời tốt đẹp của những người tiền nhiệm nói lại với mình về cái quan hệ Việt Mỹ, và ngày hôm qua khi mà gặp ông Ngô Xuân Lịch một lần nữa, ông Shanahan lại làm cái điều đó, thì theo như anh thì cái điều đó nó nói lên điều gì về cái quan hệ Việt Mỹ ngay lúc thời điểm này thôi? Mình không thể nào dùng chữ nào khác hơn là vô cùng gắn kết và thân thiện. Đây là cái quan sát của tôi nè, quan sát của tôi nè. Anh có thể tưởng tượng một nước lớn như ông Shanahan, mà vì cái chuyện chụp hình nên anh biết ông phải tiếp nhiều phái đoàn khác. Trong ngày 1 tháng 6 không á, là ông tiếp Thái Lan nè, ông Việt Nam nè, New Zealand nè, rồi ông Nhật nè, bốn ông. Mà chỉ vì cái anh mà nhiếp ảnh gia của Thông tấn xã đến trễ, không biết vì lý do gì trở ngại ở ngoài, mà ông Lịch nhất định không chịu đi tiếp. Thường thường đó, anh thấy ông vừa gặp Thái Lan chụp con cái bắt tay xong ông chỉ liền á, xong nó vừa chỉ vừa dẫn đi ra, mình có thể nói một cách là đuổi khéo đi ra liền, thấy không? Tới ông Lịch cũng vậy luôn, ông Shanahan vừa chụp xong cũng định kéo ông Lịch đi ra, ông Lịch đứng lại, cái ông giúp ảnh mình đâu rồi không thấy, thế là phải đứng lại. Mà ông Shanahan ông cũng muốn đi tiếp, nhưng mà ông Lịch bảo không, nhất định phải đứng lại. Nhìn cái đó mình đủ thấy một cái nước lớn mà ông Shanahan kiên nhẫn như vậy, ông chờ ông Lịch. Ban đầu tôi nghĩ là Lịch sực thôi, nhưng mà nếu cứ theo dõi đoạn phim đó là ông Lịch hỏi tới 3-4 lần luôn, thế không trong khi đầu rồi, trong nhiếp ảnh kia đâu tới đâu rồi đó. Đến đó và sau đó ông Lịch phải trước khi mà bắt tay lần thứ hai mà chụp hình với lại ông Shanahan, ông Lịch bảo cái buổi lễ này hơi lâu đấy nhá, đó là ý là cái này hơi lâu đấy,
còn hỏi hỏi đùa lúc bằng thế ông nhiếp ảnh gia vô, ông phóng bên ảnh vô, ông Lịch còn mắng yêu cơ, chúng mình yêu lý giờ đấy đó đó. Nhưng mà ông San Han ông rất là kiên nhẫn, ông rất kiên nhẫn, ông đứng đợi và ông đợi bắt tay liên tục luôn, và ông mới thổ lộ câu chuyện đó ra. Rồi nếu chúng ta quan sát qua cái phần mà lúc mà hai bên đối thoại với nhau đó, nếu mà nhìn vào đó thấy ông San Han ông nói một cách rất là trịnh trọng, và bên ông Lịch cũng vậy luôn. Thì thường thường người ta nhìn vào đó, ô nước Mỹ là nước nhỏ, nước Mỹ là nước lớn, Việt Nam là nước nhỏ, đúng không? Nhiều người còn nói là ô Việt Nam là giống như là anh em của Mỹ, không đáng xứng đáng ngồi chung này kia. Nhưng mà nếu quý vị nhìn một cách khách quan nhá, vào cái buổi hai bên nói chuyện như vậy đó, phải nói là họ ngang ngửa với nhau. Mà cái đó là cái vị thế mà Mỹ họ rất khôn ngoan, họ không tỏ cái vẻ trịch thượng đó đối với người Việt Nam. Thấy không? Mình không biết là bên trong họ nói cái gì. Bên trong có thể họ bảo ê Việt Nam mày cà chớn, tao không viện trợ mày, tao không giúp mày, quánh mày chết này kia. Cái chuyện mình không biết bên trong. Nhưng mà ít nhất bên ngoài đó chúng ta nhìn thấy là hai bên ngang ngửa với nhau. Thì tôi nghĩ là ông Ngô Xuân Lịch đi chuyến này về thì coi như là cái những hình ảnh này chiếu lên thì cũng ngon cơm, mà chúng ta thấy là ông San Han ông rất là lịch sự, cho thấy một cái sự là cái này mình đoán là có thể là chủ quan là Mỹ cũng thấy cái vai trò Việt Nam nó quan trọng như nào, cho nên họ kiên nhẫn, họ biết có những cái như thế, chứ còn có thể gặp những ông khác là thôi ông chụp hình thôi, chúng ta phải đi chúng ta qua chỗ khác, hay là bố nói nhiều khi là chúng ta không biết họ nói cái gì, có những cái vụ khác tôi nhìn, nhưng mà mình nhìn cái thái độ mình có thể đoán đó. Cái người nó thịt trượng không mình biết liền, nhưng mà trong chuyện này tôi thấy là ông San Han ông rất là gọi nó là lô khiêm nhường, hay cũng có thể một phần ông chỉ là quyền bộ trưởng quốc phòng thôi, mình không biết. Nhưng mà đó là những gì tôi nhận xét cảm tính của tôi qua những gì mà tôi thấy, tất nhiên phía sau bộ trưởng là mình không biết, nhưng mà đó là những gì mình thấy, mình không thể nói khác đi được ta. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là buổi câu truyền hình của chúng tôi Nửa Vòng Trái Đất TV với nhà báo Đỗ Dũng liên quan đến cái diễn đàn đối thoại Shangri-La 2019 ở tại Singapore, và rất nhiều chi tiết liên quan đến ba đất nước là Việt Nam, Hoa Kỳ và cả Trung Quốc. Xin cảm ơn nhà báo Đỗ Dũng rất nhiều, và chúng ta sẽ gặp lại nhau những cái buổi câu truyền hình tiếp theo, thưa anh. Vâng, xin cảm ơn Derek Phạm và cảm ơn khán giả Nửa Vòng Trái Đất TV.